Bỏ anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000 và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe giá sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64 cân rưỡi. Đấy, 64 cân rưỡi, gần 65 cân. Đấy, đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130.000, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào đây luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mà có đó. Em này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình đi săn bắt hái lượm này hoặc là soi dọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển cáp sạc đây. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2.500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là
công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển thì về nhà các bác lắp pin vào cho em nhá. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc túi bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không chồng nữa thì lúc mình bỏ gọn nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy, 140.000 cho 5 chiếc nồi như này, 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5, 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại chồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ làm nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, chồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Đấy. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này, mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k, 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này. Đấy, bằng silicone và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này, mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này, đệm ghế giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một lần này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy, lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt, bên dưới cao su non chống trượt, bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 một chiều 60, rất là tiện, sạch sẽ. Cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá, rất là tiện luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1 2 3 4 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhá. Ổ vàng giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng. Con này là cái gì? B1 à? Ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này, nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, cho nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là bao nhiêu? 65k nhá. 65k cho cái ổ B1 như này. Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái cho em, đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh xước mẻ nào luôn.
Đấy, không hề một vết xước luôn nhá. Chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1, giá sẽ là 65.000, có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây cho em. Đó, công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon. Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đa di năng cho các bác luôn. Có cho các bác là ba cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy. Có cái cản bi này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bác này. Đấy đây, rất là sáng luôn các bác này. Các bác thấy không? Đó. Đây, em dọn tường cho bác xem này. Đấy, rất là xịn sò bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy. Và có tia ngang, tia dọc rất tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhá. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40k trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi. Rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Vít xanh, giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này. Một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, một con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100 cành. Đấy. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Có cả 500 hit này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này. Và có cả máy lửa luôn. Đây, đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng chóe luôn các bác nhá. Đấy, các bác đừng nhìn trực tiếp vào nó như nhìn vào mặt trời rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy, giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90k thôi, 90k. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này. Giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90k cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy. Chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Phải cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 5 đôi là 40.000, còn 12 đôi thì sẽ là 70k. Đấy, mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, có là màu xám, màu đen và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây.
Made in Japan các bạn này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bạn thấy không? Hút rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Một cái biển to như này mà còn hút được các bạn này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích nhá. Đó. Rất tiện ích luôn các bạn này. Đó. Hút rất là khỏe luôn các bạn. Hút rất là khỏe luôn này các bạn này. Đấy. Nó hút cái túi bóng vào các bạn này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây. Cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hút rất là khỏe luôn các bạn này. Đó, thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bạn này. Đấy. Rất khỏe luôn nhá. Có các cái đầu như này. Đầu thổi luôn. Đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này. Đấy, các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi. Đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn. Đấy, rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đít này xem. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút này vệ sinh. Nên cho là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ thanh cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này, đó. Thổi bụi chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là cái này là cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi bằng pin giá sẽ là 100 mấy. Dòng dây điện này 170k nhá, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Đấy. Con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn. Sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bạn này. Đây, em lắp vào cho các bạn xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bạn. Đây. Đây. Hết luôn các bạn. Đấy, cứ bắn luôn. Đây các bạn. Đấy. Thổi rất là thích luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nhá, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây, lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bạn này. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Kéo vào túi bóng lên luôn này các bạn. Được chưa? Đó. Đó, hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây, đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, điện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000. Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn này. Đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn, giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250-300, nên em bán 195.000 cho các bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop đề cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, bộ rổ vuông như này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn, nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp, một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây, nhựa của nó này. Đấy, được rồi. Thôi. Đấy, nhựa của nó này. Rất tuyệt vời luôn. Bao nhiêu? Chất nhựa của nó này. Bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là 3 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm, các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt, 15k trong cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc rìu thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rác bằng hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước.
An toàn tiện lợi sẽ giảm bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kế hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước sản hiện nay. Nên thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình. Với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trồi lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc phiểu thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPU tạo thành lớp. Giá chỉ có 15k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano. Đấy, công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhé. Lắc đều lên cho em nhé. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây, nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn. Các cái vết nứt rất là tốt nhá. Máy trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá. Lên thì em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu, chỉ với vài thao tác xịt đơn giản, tạo lớp phủ nano trên bề mặt, siêu cách dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm. Rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt bốt, cao su. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm sụt cho bà con. Rất tiện luôn các bạn. Nhận ngay siêu ưu đãi. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này, rồi nói chung là các cái bề mặt tấm rột nứt các bác xịt vào cho em rất ok luôn. Giá này chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Hello các bác nhá. Đấy, đây thì con dao chặt 1 cân này em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây là cái ống thép này nhá. Ống thép này em chặt cho các bác xem. Đấy, các bác này. Đây các bác thấy không? Đấy. Chặt sát không hề hấn gì luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Chặt sắt này, đó, các bạn thấy chưa? Đây nha, chặt sắt 100% luôn nhá, thực tế luôn nhá. Đây, lưỡi dao không hề hấn gì luôn các bác này, đó. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Đây nha, chặt sắt đây nhá, đó, đây. Bác chặt xương trâu, xương bò cực kỳ ok luôn. Giá sẽ là 230.000 nặng 1 cân. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Murato. Chiều dài của dao thì nguyên phần lưỡi này khoảng là trên 20 cm. Đấy, khoảng 23-25 cm. Và tổng thể của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất dài, rất dày và rất to luôn. Bản này khoảng 12 cm. Và phần dày này của nó thì vào khoảng là 5 ly nhá. Dày 5 ly, nặng 1 cân. Lên thì em là dao 1 cân nhá. Dao 1 cân, giá sẽ là 230k. Và bao ship cho bác luôn. Đó. Lên thì em là dao 1kg nhá. Dao 1kg, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc cỗ nhá. Đấy, bọc cỗ. Giá thì cái này thì giá đang thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ là tốt cho cái một cái bịch bọc cỗ như này. Một bịch này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, 80 100 chiếc. Các bác dùng để bọc cỗ, bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok luôn. Từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, đây các bác này. Đó. Thì rất là đơn giản thôi, các bác dùng để mình bọc thực phẩm, bọc thức ăn rất là ok này. Đấy, bọc thực phẩm, bọc thức ăn. Đấy, nó sẽ có cái phần dây chun giãn này các bạn này, dây chun giãn như này. Đấy, các bác chụp vào cái phần thức ăn cho em, nó rất là tiện ích luôn. Lên thì em là bọc cỗ nhá, con này em đang bán là 25.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20k cho một cái bịch bọc cỗ này thôi. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá, bọc cỗ. Bọc cỗ giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Phương ơi. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái mã đai siết nhá. Một hộp này của nó là 26 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp đai siết như này. Hàng này thì nó sẽ là đây, các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, tổng của nó sẽ là đi 26 chiếc này, 26 chiếc đây. Các thông số kích thước của nó đây. Đấy. Thì có to, có nhỏ, có lớn, có bé, có những cái dòng phổ thông như này để cho các bác sử dụng này. Đấy, có hẳn dòng to, hẳn dòng nhỏ hẳn nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 26 chiếc đai siết như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Để xem cái hàng này là của nó là nguồn gốc là đâu các bác nhá. Đây các bác này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nguồn gốc của nó là hàng của Đức nhá, hàng của Đức đây. Đấy, Germany các bác này. Đấy, Germany đây. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Nó có địa chỉ, có thông tin nhà sản xuất rõ ràng. Mã tem, mã vạch đồng hàng Germany nhá. Hàng của Đức giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đai siết nhá. Đai siết
Một hộp này là 26 chiếc và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. Một hộp đai siết như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đai siết này. Đó. Đây. Đai siết nhá. Đai siết giá của nó sẽ là 50k. 50k trên hộp 26 chiếc rất rẻ luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Đợt này thì về cho các bác thì giá sẽ tốt hơn một chút nữa nhá. Đó. Thì bên em bán lẻ sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc như này. Còn ưu tiên bác nào lấy cả bịch nhá, cả bịch là 10 chiếc, giá thanh lý cho các bác chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 chiếc luôn. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Đấy. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn này. Đấy, một bịch này của nó là 10 chiếc thì bên shop bán lẻ sẽ là 20.000 ba cái. Kích thước của nó một chiều là 30 và một chiều là 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Đấy, khăn này thì các bác dùng để rửa mặt này, thấm hút mồ hôi tốt này, thấm hút nước tốt này, cực kỳ là sạch này. Đấy, và giặt phơi lên thì nó rất là nhanh khô. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. Đấy. Khi các bác mua lẻ thì nó khá là đắt, 20.000 trên 3 cái. Còn nếu bác nào ưu tiên mua cả bịch, em sẽ bán cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 một bịch này 10 chiếc. Đấy, 50.000 một bịch này 10 chiếc. Thì tính ra các bác mua vào chỉ có 5k một chiếc này thôi. Đấy. Thì các bác mua đây, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k này, là bằng 3 cái nhá, 20.000 bằng 3 cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k nhá, 50k là bằng 10 cái luôn. 50.000 bằng 10 cái, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên thuốc về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc kiến dán nhá. Đấy đây. Thuốc này là thuốc dán nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Cái dòng này nó sẽ là dòng viên. Đấy, dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này thì rất là tiện này. Đấy. Thì ở đây nó thuốc là dòng thuốc sinh học rất là an toàn luôn, thuốc sinh học như này. Các bác cứ cho vào trong tủ quần áo này hoặc là các cái vị trí nào ví dụ như là gầm bàn, gầm ghế, rồi tủ quần áo, tủ bếp các thứ đây. Nó là dạng thuốc sinh học như này. Đó, thì khi mà con dán nó sẽ ngửi thấy cái hơi thuốc này là nó sẽ chết thôi nhá. Thì nó rất là tiện luôn, hàng sinh học cực kỳ an toàn. Đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ an toàn với sức khỏe của con người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ trị cho bác là kiến dán con này, dán tổ này, đấy, và tất cả các loại dán luôn, 1 2 3 4 này. Thì phần bán của nó là số 1 trên toàn thế giới luôn nhá, số 1 trên toàn thế giới luôn. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan qua đây. Đó. Lên cho em hộp thuốc dán giá sẽ là 50k nhá, hộp thuốc dán này. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này. Rất nhạy các bạn, nhạy lắm, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá. Con này công suất của nó sẽ là đây, công suất của nó sẽ là 250W điện 220V. Đấy, 250W điện 220V. Và dung tích của con này thì nó vào khoảng là đi nửa lít nhá, nửa lít. Đấy, khoảng 250 thôi. Đấy, chắc là khoảng 300-400 gì đây đây các bác này. Đấy. Và các bác có thể dùng để xay tiêu, xay điều này, xay cà phê, xay các loại hạt thì ok. Các bác chỉ cần đậy nắp vào này cho em này. Đấy, nhấp như này là máy nó sẽ chạy này. Máy chạy tít lắm các bạn, máy chạy tít dùng rất là ngon luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, xay các loại hạt này, ngũ cốc, tiêu, điều đều được hết nhá. Lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá chỉ có 120.000 thôi. Máy xay khô này. Máy xay khô giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 40.000. Đợt này về cho bác cái giá chỉ còn là 30k cho một hộp xương khớp bọ cạp này thôi. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này. Thì con này dùng rất là tiện ích luôn. Được chiết xuất từ các cái dòng như là bọ cạp này, rắn này, thạch trùng này, rồi rết này, rồi cóc này. Đấy, là cái dòng thuốc nam của Nhật rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình bôi. Cái dòng này thì chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau xương, đau xa, đau thắt lưng các thứ, bôi đều khỏi hết nhá. Dung tích của nó là 20g cho một lọ thuốc trị xương khớp bọ cạp của Nhật như này. Em bán có khách lấy cả 10 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá sẽ là 30k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn. 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này thôi. Giá thanh lý cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn. Xương khớp bọ cạp đây, nó có hình con bọ cạp như này nhá. Đó, giá sẽ là 30k trên một típ, em đang bán 40.000, thanh lý cho bác giá 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái súng như này, một cái súng như này, và bao gồm cho các bác là 4 đầu massage.
thì các bác cứ lắp vào là mình massage cổ vai gáy rồi nói chung là bắp tay bắp chân. Đấy, giữ lì cho em là máy lên này, có 5-6 cấp độ rung này, các bác nhấn này cho em đó. Đây các bác xem nó massage cái bắp tay này. Đó, rất tốt đúng không các bác? Cho bắp đùi này các bạn này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, cái bắp đùi em nó nháy lên này, các bạn thấy chưa? Đó, dùng bắp đùi được cổ vai gáy rồi đốt sống lưng, đốt sống cổ linh tinh và linh tinh. Đấy các bác, dùng chỗ nào cũng được. Đấy, hai vợ chồng mua về mình dùng cho nhau hoặc là các bác có thể tự dùng cũng ok thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 đầu dùng này, 1 đầu này, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu dùng này kèm một cái cáp sạc nhá. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi luôn nó là sẽ là súng thư giãn nhá. Đấy. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn này. Đấy, gọi nó là súng thư giãn. Giá sẽ là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô ô tô đồ chơi này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Giá này chỉ có 80k thôi. Các bác mua về cho trẻ em thì mình chơi sáng tạo rất là thích luôn này. Đấy. Nó sẽ là dòng tự động chạy nhá. Đấy các bác kéo con này nó chạy thôi. Đó, nó chạy rất là tít luôn. Đó. Kéo con này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Thì rất là tiện này. Đây. Con nó chạy. Đấy, con chạy rất là tít luôn. Rất là tiện. Thì để cho các em nó thỏa sức chơi sáng tạo này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. 30 chiếc. 80.000 cho 30 chiếc ô tô này mua về rắc khắp nhà luôn. Tha hồ thoải mái chơi sáng tạo. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ô tô đồ chơi nhá, ô tô đồ chơi. Giá sẽ là 80k. Đó. Lên cho em là hộp ô tô này. Hộp ô tô giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhé. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhé. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá đây. Dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này. Con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này hoặc là bị dạng như là nó đây. Đấy, cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vảy màu trắng như này. Thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá. Giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. 60.000 cho tiếp kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 45.000 cho một tiếp như này. Đấy. Các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì nó rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một tiếp như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là
côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một tiếp như này. Đây, hình trẻ em này các bác này, đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em cái này, em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này rồi cóc này rồi rết này rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25k cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy. Thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhá, 100k cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày
Giá của nó sẽ là 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên theo là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này. Đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó. 20k bác nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em. Rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em là kìm xanh. Giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên cho em là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vung giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vung giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này.
và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá, rất là dày dặn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó, rất dày dặn chắc chắn, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony. Giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen. 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25.000 trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25.000 cho một bịch như này. 25.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá. Một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè, đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này, đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130.000 một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35 cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, made in Germany vào này. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này, đấy cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy. Dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao thái Đức nhá. Dao thái Đức 130.000 cho một con dao thái Đức như này. 130.000 một em dao thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao thái lỗ 120.000. Đấy. 120.000 cho con dao thái lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi.
Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó, thái lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30 cm, bản của dao thì khoảng 5 cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này, rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên cho em là dao thái lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao thái lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn con này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là giỏi luôn đây các bác này. Đây. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá. Hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100. Cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá. Tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn. Các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá. Bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone. Tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây. Giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch, và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu, vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong, trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá. Hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazogen luôn.
combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho bác là 6 mũi nhá, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ, giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm vào này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn đây. Dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá, cực kỳ sắc bén cho các bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là đi chơi mà đánh giày thế này thì bao giờ xong. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi. Đấy, rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá, đồ da. Hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen, màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn. Đây, mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Còn này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này, tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này và dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Đó. Giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây, thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây, ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề hấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa cho em, đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ các bác nhá. Đó, vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây,
da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này, đấy nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này, sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó. Dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh, nhà bác nào bị đau lưng mỏi gối gối cái thứ là dùng nó rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 cm, 25 cm và 30 cm. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa, mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 cent này, 25 này và 30 cent. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn. Keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đây, dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji, made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị
đau lưng, đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống đó. Và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Muji đây, Muji made in Japan đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào, tươi, bỏ tranh tờ giấy, chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy, 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây giá sẽ là 180k. Đó, nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó, dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m nhá, 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó, dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy. Chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này, đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích, các bác sử dụng giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ, rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái tip thuốc trĩ như này. 30.000 cho một tip thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm ngứa, đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng tip kembo như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, 20 tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy.
thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ quá nhá. Đấy, thuốc trĩ giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long biên nhá, giá sẽ là 25.000. Chuyên trị hắc lào long biên, nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em các cái bệnh ngoài da nhá. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long biên như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên thì em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây, nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân, rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau, đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy, hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40.000. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy, các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu sẽ lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy, thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em, lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó, lên cho em là xịt hôi chân nhá, xịt hôi chân, xịt hôi chân này, xịt hôi chân giá của nó sẽ là
35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hô chân như này rất là tiện. Đó thì giày giày tất này các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan con này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea có nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật thế này, 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá, 40k. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Vấn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha. 90k đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng 90.000 một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một con khỏ gà trắng như này. Lên mã giúp cho em là khỏ gà trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khỏ gà đại nhá. Các bác lên cho em là khỏ gà đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khỏ gà đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan con này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khỏ gà bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây. Màu hồng như này rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến là nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại ở trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, các bác thấy không? Anh em đấy. Đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà đấy nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bác thấy không? Kết quả đấy. Ok luôn nhá. Ngoài ra nó có rất là tiện ích nhá. Đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy. Lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, thế nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crotman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CRV không gì nhá, thép CRV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CRV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá. Con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây.
Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm, đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải bịt sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn led này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tua vít nhá. 8 đầu tua vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tua vít vạn năng nhá, tua vít vạn năng. Đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây, mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra, nấc một này. Đấy, cho giãn ra nấc một hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khóa Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn, các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức, khóa đồng Đức này. Đó. Khóa đồng Đức, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho các bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh, thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh nhưng các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ ở đây. Mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký các nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con. Dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy, thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy, thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhé. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì
nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác này, đấy 110.000 cho một cân như này, đây một cân như các bác này. Đấy, sẽ có cái to cái nhỏ cái lớn cái bé cái mẹ cái con đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này đó, vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó cũng không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 x với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Còn bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
theo từng loại thôi nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn, thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7,5m là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, con 5m thôi nhá. Đấy, con 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7,5m này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác con mẫu kìm, đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này. Đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây, buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá, luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Cân nhắc trước khi mua hàng bên em, ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20cm. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này. Đó, gọt thai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này, dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt thai này thì sẽ là 80.000, còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao
con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhá, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bạn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm. 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5 cm rưỡi. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá. Dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Kai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao Kai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn nhá. Các bác theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18 19 cm, lưỡi 19 cm, bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Con dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany các bác này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Và dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38 39 cm. Rất là dài luôn, 38-39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4 cm rưỡi và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy.
rất bén luôn các bác, rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày, mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhé, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt 1 cân ra đây. Chặt 1 cân nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhé, dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1kg các bác, 1kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1kg, giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21-22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thái gỗ này rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt hai đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175 và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy.
lên mã giúp cho em, đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một mã, đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm, và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này rọi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích. Rồi ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết đây. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bạn này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20x20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt led như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này, đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn, sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này, tiếp theo là ánh sáng trung tính này và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này, rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn đấy anh em thấy không? Đây, đấy, đèn này rõ đâu là sáng đấy luôn nhá, kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn, đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây, đấy, sáng trưng luôn, anh em có thể treo lên như này, treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này là mình ăn cơm và nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này. Bắt sâu, bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó.
Đây cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, ở đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đây, đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá, rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nhá. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nhá. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên theo là đèn năng lượng 3 cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho các bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên theo là đèn năng lượng 3 cánh. Đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét và về nhà các bác cắm vào cho em, sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó. Con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy. 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây. Nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây. Sáng trưng luôn này. Sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì Để xuống đi, không rơi vỡ để xuống. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok.
Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhé, mạ vàng 18 carat. Và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để deco trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyền của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này. Và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành, nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 cho nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ... chuyên hoàng gia nhé, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhé. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này, chuyên hoàng gia, chuyên hoàng gia, hoàng gia, giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy, rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhé, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay rán nhá, khay rán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay rán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay rán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay rán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này.
khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này, nó sẽ bật này là nó sẽ đẩy ra các bạn này. Bật này nó sẽ tự động nó được đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan, và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dưới đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây, nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhé. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhé. 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhé, 1800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi, hơn chục cái được các bác nhé. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này, 70k các bác nhé. Đó, còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng đấu vào cái ắc quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắc quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên một phút nhá, 32.000 lần trên một phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi.
cho một con bàn trải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn trải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn trải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là kìa. Này đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các cái thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cock 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cock 30A nhá. Cock 30A này. Cock 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cock 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều. Con này thì nó sẽ là dòng Ad Đảo Chiều và 63A nhá. Đấy, 63A Đảo Chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con Ad Đảo Chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là Ad Đảo Chiều, 110.000 cho một con Ad Đảo Chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa lên như rẻ mình yêu. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin, sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi lại sáng bóng đẹp luôn. Đó, đây, các bác tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy, các bác, đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này, sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nhá, đấy, đều nhau tam táp luôn, đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá, các bác thấy không? Đây, hai chén này, đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này qua đây, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này.
Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là 4 cái âu như này. 4 cái âu như này, nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được 4 cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0,5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy. Và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhá, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220. Đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180 cày. 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái âu inox đấy nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái âu inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão, con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này, quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này, kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cái lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3-5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn. Cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm, có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ cho anh cái đôi pin bé đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây, em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Và lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay thôi này. Đấy. 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 Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây, chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy. Các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000.
Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bạn. Đây, đấy các bạn thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bạn nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bạn thấy không? Dao rất bén luôn, Seki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bạn này. Cũng rất là bén luôn các bạn này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa chức năng luôn. Con này thì dài khoảng 20 cm. Còn con này thì dài khoảng 30 cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ. Giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok.